Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra và hướng dẫn nhân dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên phòng chống dịch. Đến thăm các hộ gia đình, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương động viên hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch như thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn, tránh nơi đông người và đến ngay cơ sở y tế khi thấy cơ thể mệt mỏi hay có những biểu hiện bất thường. Người dân cần hiểu đúng về dịch để có biện pháp phòng chống hiệu quả và luôn tin tưởng ở đội ngũ y bác sĩ luôn đồng hành chủ động chống dịch. Qua kiểm tra thực tế, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương khẳng định công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã và đang được triển khai thực hiện rất tốt. Theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, người dân đều có sức khỏe ổn định. Mặc dù xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên là tâm dịch của tỉnh Vĩnh Phúc với số lượng người dương tính với COVID-19 nhiều nhất cả nước, song những ngày qua, thực hiện quyết định của tỉnh về khoanh vùng cách ly, người dân xã Sơn Lôi rất vững tâm, cùng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tập trung sản xuất mùa vụ để tự vượt lên. Đảm bảo kế hoạch gieo trồng thời vụ, bà Hiên cùng người dân thôn An Lão tuân thủ các quy định phòng chống dịch để ra đồng lo việc đồng áng. Mặc dù những ngày nay mùa vụ không thể rộn ràng như trước đây, nhưng mọi sinh hoạt của nhà nông vẫn duy trì thực hiện. Mọi người đều ý thức rõ trách nhiệm phòng chống dịch để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Song bà con cũng động viên nhau ra đồng sản xuất, không trông chờ, ỷ lại tất cả vào sự hỗ trợ của cấp trên. Thấy là không thấy người dân ở xã tôi, là làng tôi không thấy có người nào đi ra đến khỏi ra ngoài khỏi làng, là bắt cách ly suốt trong nhà, là cứ ở trong nhà đấy ra đồng thì tạo điều kiện thì nhất định là có khi thì cũng các ban ngành toàn thể cũng cho ông tôi ra đồng và chút ít để mà lấy lương thực về để trong gia đình sinh hoạt trong gia đình thôi. Cùng với sản xuất, các hoạt động thương mại dịch vụ vẫn diễn ra bình thường. Xã Sơn Lôi có 6 thôn thì mỗi thôn có một điểm bán hàng, đảm bảo cung cầu các mặt hàng thiết yếu trong ngày cho bà con. Mọi hoạt động trồng trọt hay chăn nuôi của người dân trong xã thì vẫn đang diễn ra hết sức bình thường. Người dân xã Sơn Lôi đang tích cực hăng say sản xuất và đồng thuận cao để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. Tuy nhiên đâu đó trên các trang mạng xã hội thì lại có những tin đồn thất thiệt về việc người dân xã Sơn Lôi rời khỏi vùng dịch. Hơn lúc nào hết, người dân Vĩnh Phúc nói chung và xã Sơn Lôi nói riêng đang cần lắm những lời động viên chia sẻ, bởi dịch bệnh đến là điều không ai mong muốn. Dân chúng tôi rất bức xúc là có những thông tin sai sự thật về xã Sơn Lôi. Trên trang mạng xã hội đã có hình ảnh, việc làm bày tỏ thái độ kỳ thị người Sơn Lôi, người dân Vĩnh Phúc. Không ai muốn lây bệnh, đó là tâm lý chung. Nhưng phòng tránh như thế nào để đảm bảo sự an toàn cho mình và cho người khác lại là một phạm trù văn hóa. Từ khi có thông tin về dịch bệnh, người dân Vĩnh Phúc thực hiện rất nghiêm túc các biện pháp phòng tránh, ra đường luôn có khẩu trang để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người. Vĩnh Phúc đang kiểm soát và xử lý rất tốt dịch bệnh COVID-19 và rất cần sự đồng hành, chia sẻ của cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui cho chúng ta. Theo thông tin từ Sở Y tế Vĩnh Phúc, 15 giờ chiều nay 18 tháng 2, Vĩnh Phúc có thêm 2 trường hợp xét nghiệm 2 lần liên tiếp có kết quả âm tính với COVID-19 được xuất viện. Như vậy là tính đến ngày hôm nay, Vĩnh Phúc đã có 5 trường hợp khỏi bệnh được xuất viện trên tổng số 11 trường hợp dương tính với COVID-19. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ cho công tác điều trị COVID-19 ở tuyến cơ sở. Nhiều ngày qua, Vĩnh Phúc và Việt Nam không có thêm trường hợp nhiễm mới với COVID-19. Trong khi đó, trên thế giới, tính đến 10 giờ ngày hôm nay, có 73.333 ca nhiễm COVID-19, 1.873 người đã tử vong. Trong đó, Trung Quốc có 1.868 người. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, trên nhiều tuyến đường tại thành phố Vĩnh Yên xuất hiện tình trạng khẩu trang được người dân dùng xong vứt bừa bãi tại nơi công cộng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số con đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên như đường Mê Linh, đường Phan Chu Trinh, đường Thạch Bàn, đường Ngô Gia Tự, đường Trần Quang Sơn, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi ở mặt đường, vỉa hè. Khẩu trang đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi, ngoài việc gây mất mỹ quan đô thị, nguy cơ ô nhiễm môi trường và là cơ hội để virus có thể dễ dàng phát tán và làm lây lan dịch bệnh. Trước thực trạng này, vừa qua, Bộ Y tế vừa ra văn bản về việc xử lý đối với hành vi vứt thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các bộ, Tài nguyên và Môi trường, Công an và Ủy ban các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định xử phạt từ 3 đến 7 triệu đồng đối với hành vi vứt thải bỏ khẩu trang không đúng quy định
theo quy định tại Điều 20 Nghị định 155/2016, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vĩnh Phúc chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng người dân và doanh nghiệp vào cuộc quyết liệt, không để bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Mọi người hãy truy cập vào cổng thông tin giao tiếp điện tử Sở Y tế hoặc đường dây nóng của Sở Y tế theo số điện thoại 0965 017 010 hoặc đường dây nóng Bộ Y tế theo số điện thoại 1900 3228 để được hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khẳng định uy tín chất lượng và nâng cao thương hiệu giá thành sản phẩm cho hội viên, bên cạnh cung cấp sữa tươi cho thị trường, Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo, huyện Tam Đảo đã chế biến nhiều sản phẩm từ sữa bò được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Tháng 5 năm 2018, Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo được thành lập trên cơ sở dự án chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2015-2019 triển khai tại 3 xã Bồ Lý, Đạo Chủ, Yên Dương của huyện Tam Đảo. Bên cạnh cung cấp sữa tươi ra thị trường, Hợp tác xã đã tiên phong chuyển hướng sang chế biến các sản phẩm từ sữa bò nhằm giúp bà con nông dân chủ động về đầu ra. Hợp tác xã đã nghiên cứu chế biến sữa bò nguyên liệu thành nhiều sản phẩm phù hợp với thị trường và hướng đến bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Để đảm bảo chất lượng các sản phẩm từ sữa, Hợp tác xã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại phục vụ cho công tác bảo quản và sản xuất. Đồng thời trên mỗi sản phẩm còn có mã vạch, tem nhãn giúp người dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Từ khi hợp tác xã đi vào hoạt động cũng là khi khát khao và quyết tâm của người dân trên địa bàn là xây dựng và phát triển thương hiệu sữa Tam Đảo trở thành hiện thực. Để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm thì bên tôi đã đầu tư những cái thiết bị hiện đại để bảo quản chất lượng của sữa, ví dụ như là những cái thiết bị bảo quản lạnh này, rồi những cái máy móc thanh trùng tiệt trùng để làm cho cái chất lượng sữa nó được ổn định. Nhằm kiểm soát tốt chất lượng sữa, ngay từ khâu sản xuất, hợp tác xã đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên có mặt tại các hộ chăn nuôi là thành viên để hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật. Tất cả quy trình từ khâu trồng, chăm sóc cỏ đến chăm sóc đàn bò đều được các thành viên của hợp tác xã tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình chăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn Việt GAP và có sự giám sát, hướng dẫn của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh. Việc kiểm soát tốt chất lượng đầu vào đã đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm sữa mang thương hiệu sữa Tam Đảo đạt chất lượng cao. Những cái mô hình liên kết từ sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ cái sản phẩm nông nghiệp như mô hình hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo thì là một cái mô hình mới. Tuy nhiên là nó cũng lại phù hợp với cái xu hướng sản xuất nông nghiệp hiện nay. Cái mô hình liên kết sản xuất như vậy thì nó giải quyết được hai vấn đề cơ bản. Một là cái đầu ra cho nông sản là ổn định. Thứ hai là quản lý được cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm. Sau một thời gian sản xuất thử nghiệm đầu năm 2019, những lô sữa chua nếp cẩm, sữa chua uống, sữa thanh trùng, bánh sữa mang thương hiệu bò sữa Tam Đảo đầu tiên đã được hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo đưa ra thị trường và đã dần khẳng định chất lượng. Đáng mừng là dù mới có mặt trên thị trường hơn một năm, song những sản phẩm mang thương hiệu sữa bò Tam Đảo không chỉ được người tiêu dùng trong tỉnh đón nhận mà còn mở rộng thị trường ra một số tỉnh thành lân cận và trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng của tỉnh, phục vụ khách du lịch đến với Tam Đảo. Ở đây chúng tôi bày bán rất là nhiều các sản phẩm, ví dụ như là sữa chua lép cẩm, này, sữa tươi, sữa chua uống và rất nhiều loại bánh sữa như là bánh sữa đặc biệt, bánh sữa nhạt, bánh sữa ngọt. Đấy, còn thế mạnh của chúng tôi bán ở đây là chủ yếu là các dành cho các khách du lịch và các người dân địa phương ở đây. Các sản phẩm được Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo sản xuất đã khẳng định thành công của chuỗi bò sữa an toàn đầu tiên của tỉnh, giúp người chăn nuôi bò sữa ở Tam Đảo yên tâm tăng đàn và sản xuất. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá điểm đánh bạc tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô, bắt 38 đối tượng, thu giữ gần 140 triệu đồng cùng các tang vật liên quan. Sau một thời gian nắm tình hình và bí mật theo dõi, hồi 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bất ngờ đột kích nhà của Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1984, ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô, bắt quả tang 38 đối tượng gồm 15 nữ và 23 nam đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một bộ bát đĩa sứ gồm 4 quân vị, 138 triệu 600 nghìn đồng, 45 chiếc điện thoại di động cùng các tang vật khác liên quan. Các con bạc trên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.
Tụ điểm đánh bạc trên hoạt động rất tinh vi và phức tạp trong một ngôi nhà 5 tầng được xây dựng rất kiên cố. Có nhiều lớp cửa, xung quanh nhà lắp đặt camera giám sát và xây tường rào cao có dây thép gai bảo vệ. Khi tổ chức đánh bạc thì bố trí người canh gác bảo vệ nhiều vòng chặt chẽ. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ xử lý.